Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, cung kính mời nhau chén rượu nồng, chúc mừng năm đến tiễn năm xong, tất niên phúc lộc khơi vừa dạ, xuân mới tài danh khởi thỏa lòng. Năm Tân Sửu qua đi với nhiều khó khăn thách thức, nhưng Lai Châu luôn đoàn kết chung sức cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Những thành quả ấy sẽ là đòn bẩy để bước sang năm Nhâm Dần đầy hứng khởi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, phòng chống dịch và mong muốn một năm mới thích ứng an toàn, thắng lợi và bình an. Bước sang năm mới xuân Nhâm Dần năm 2022, tôi xin được kính chúc sức khỏe toàn thể cán bộ nhân dân các dân tộc của huyện Tam Đường có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Một năm mới tiếp tục đoàn kết để cùng nhau thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ đã đề ra. Trên cơ sở cái kết quả của năm 2021 bước sang năm 2022 thì chúng tôi mong muốn và xin được gửi lời chúc tới toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và chúc tất cả hệ thống chính trị năm 2022 hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của năm. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì tôi xin kính chúc toàn thể đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu nói chung và huyện Vân Hồ nói riêng năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng, năm mới thắng lợi mới. Xin gửi lời chúc tất cả bà con các dân tộc Lai Châu có một sức khỏe dồi dào và cùng đóng góp với tỉnh để xây dựng Lai Châu trở thành một tỉnh giàu có. Thay mặt đơn vị hợp tác xã chúng tôi cũng gửi lời chúc sức khỏe, thành đạt, an khang, thịnh vượng tới tất cả các cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu nói chung và những hộ kinh doanh và những hộ nông dân kinh doanh cá thể nói riêng. Về phép đại diện chính quyền địa phương thì chúc Tết cho bà con nhân dân một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và ngày một được phát triển lên. Đón xuân năm 2022 thì tôi cũng là một người công dân của tỉnh Lai Châu thì cũng mong muốn cho bà con nhân dân trong toàn tỉnh Lai Châu chúng ta nói chung và mong cho tất cả mọi hộ gia đình và tất cả mọi người có một cái sức khỏe bình an và gia đình hạnh phúc. Bước sang năm mới Nhâm Dần 2022 thì là lực lượng y tế chúng tôi thì cũng sẽ góp phần cùng với các lực lượng khác là thực hiện các biện pháp để góp phần đẩy lùi cái dịch bệnh để nhân dân được vui xuân đón Tết. Lực lượng công an chúng tôi xin hứa sẽ đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy nền kinh tế của nhân dân phát triển. Nhân dịp năm mới thì kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đồng chí công tác ở các cái mọi miền để yên tâm, là ở địa phương hậu phương các đồng chí cứ yên tâm vui xuân đón Tết, còn biên giới đã có chúng tôi lo. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, phúc rạng rỡ niềm vui tươi hy vọng, lộc đủ đầy no ấm suốt quanh năm. Một năm mới đã về mang theo niềm tin và khát vọng. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều mong muốn một năm mới đến sẽ có nhiều đổi khác, kinh tế phát triển bằng năm bằng 10 năm cũ. Nhân dịp năm mới xuân Nhâm Dần, thay mặt những người làm chương trình thì cũng được xin chúc quý vị và các bạn một năm mới tấn tài tấn lộc, an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, thưa các bạn, chăm lo đời sống cho đồng bào nơi biên giới, giúp bà con thoát nghèo, xóa nhà tạm, nâng bước em đến trường là những việc làm thường xuyên của cán bộ chiến sĩ biên phòng Lai Châu. Ngoài nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, tại các đồn biên phòng trên địa bàn toàn tỉnh đều tổ chức chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, nhiều phần quà giúp người dân nghèo nơi biên giới đón Tết ấm no. Nghiêm túc triển khai đề án 245 về việc hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo nơi biên giới của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với chính quyền hai xã Pa Vệ Sử và Tá Bạ, huyện Mường Tè, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng hoàn thiện 108 nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng quân hàm xanh ở đồn biên phòng Hủy Luông cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng xong hai mái ấm cho phụ nữ nghèo trị giá 100 triệu đồng từ các nguồn hỗ trợ giúp bà con ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo. 2022 thì cũng sắp đến Tết thì cũng em gái thì cũng có cái nhà mới, rất là cảm ơn lực lượng chiến sĩ biên phòng và cùng bà con đạt được một cái nhà của em gái
Tôi cũng rất là cảm ơn. Không chỉ xây mới nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu còn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo, giúp người dân sửa chữa nhà ở, tặng cây giống, con giống, hướng dẫn đồng bào phát triển kinh tế. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều coi đây là một nhiệm vụ chính trị, một việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, là mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ biên phòng, thiết thực tri ân đồng bào các dân tộc đã tham gia tích cực, trực tiếp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đồng thời chúng tôi cũng triển khai các cái mô hình phần việc cụ thể. Ví dụ như chúng tôi tiếp tục phát huy cái mô hình bò giống cho người nghèo nơi biên giới. Đặc biệt trong những tháng cuối năm 2021 thì chúng tôi đã tổ chức hỗ trợ xây dựng 2 mái ấm cho phụ nữ nghèo trên địa bàn biên giới trị giá gần 100 triệu đồng do tiền hỗ trợ của các tổ chức chính trị, các nhà hảo tâm tặng quà cho các nhà trường, các cái điểm bản, đặc biệt là các cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để động viên các hộ gia đình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, qua đó xây dựng cái thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn biên giới. Xuất phát từ tình hình đời sống bà con còn nhiều khó khăn, Bộ đội Biên phòng Lai Châu thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội, thể hiện tình cảm quân dân của người lính biên phòng trên địa bàn biên giới. Nghĩa tình quân dân là giá trị nội lực quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, ổn định đời sống nhân dân, vùng biên và vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đại dịch COVID-19. Đặc biệt nhất là những cái tình hình vừa qua xảy ra trên biên giới cũng như phòng chống dịch thì càng thấy sự gắn kết, gắn bó giữa nhân dân với bộ đội biên phòng ngày càng được bền chặt và gắn kết hơn. Thì để cho nhân dân tin thì bộ đội biên phòng chúng tôi thì đã chỉ đạo các đội biên phòng là ngày càng phải bám sát dân, đấy, chăm lo cho nhân dân. Đấy, đặc biệt nhất là sắp tới cái Tết Nguyên đán Nhâm Dần này thì phải nắm chắc được cái số người gia đình khó khăn để cho tổ chức những hoạt động vui cho nhân dân nhân Tết, để làm sao cho nhân dân không có hộ nào đói để lại phía sau, để cùng với bộ đội biên phòng đón Tết, cùng bảo vệ biên giới để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ trong năm 2022 này. Những công trình, phần việc cụ thể có ý nghĩa thiết thực của lực lượng biên phòng Lai Châu đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời huy động sức dân vào tự quản đường biên, cột mốc, tự quản an ninh trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trong đại dịch COVID-19, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các đồn biên phòng trên địa bàn toàn tỉnh đã phát huy vai trò xung kích trên tuyến đầu chống dịch. Những năm tháng ấy, người lính mang quân hàm xanh đã không quản ngại những khó khăn, nguy hiểm để sát cánh cùng các lực lượng chức năng tham gia kiểm soát, phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Những con người ấy, những việc làm ý nghĩa đó đã và đang góp phần tô thắm tình quân dân ngày càng bền chặt nơi địa đầu của Tổ quốc. Thưa quý vị, khi không khí chào đón năm mới đang tràn ngập trong mỗi gia đình, trên mỗi con đường, bản làng, nơi núi rừng Lai Châu, tại nhà máy thủy điện Lai Châu, huyện biên giới Nậm Nhùn, những kỹ sư công nhân của nhà máy vẫn đang miệt mài với công việc. Họ tạm gác lại những tình cảm gia đình vì mục tiêu vận hành an toàn, hiệu quả các tổ máy nhà máy thủy điện Lai Châu, góp phần ổn định hệ thống điện lưới quốc gia. Để góp phần ổn định hệ thống lưới điện quốc gia trong thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhà máy thủy điện Lai Châu đã xây dựng kế hoạch và rà soát các phương thức vận hành, phương án xử lý sự cố, chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng và các phương tiện khác để xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra. Phân công các ca kiếp trực đảm bảo 24/24 để đảm bảo vận hành. Mỗi ca gồm 8 cán bộ, kỹ sư. Trong đó có những kỹ sư đã nhiều năm trực Tết đón giao thừa tại nhà máy. Các anh luôn tự hào và nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong những ngày Tết. Tôi vào nhà máy và công ty thì đã Lai Châu từ năm 2014. Thì nhà máy thủy điện Lai Châu thì vận hành từ tháng 12 năm 2015 và đến nay đã cũng là được 7 năm. Thì năm nay là năm thứ tư tôi đón Tết ở vùng đất này. Anh ơi, vậy thì trong khi những cái ca trực Tết của mình, đặc biệt là vào những cái thời khắc đêm giao thừa chúng ta giữa năm mới, đón chào năm mới, thì anh có những cách như thế nào để mình có thể là gửi lời chúc đến toàn thể anh em trong kíp cũng như là các anh chị trong công ty của mình để có thể là cùng nhau đón với năm mới thật là nhiều may mắn ạ? Do cái tính chất công việc của anh em tôi là ca kíp và mỗi vị trí nó có một đặc thù riêng, không thể tập trung lại được. Nên là trong nhà máy thì cũng có bố trí tất cả những cái vị trí đều có những wifi, điện thoại bàn và bộ đàm
Nhưng mà anh em tôi thì tùy mỗi những sở thích mỗi năm, ví dụ như năm nay thì có thể là gọi điện trực tiếp bằng video wifi, còn không thì anh em bật bộ đàm lên chúc nhau một câu dân dịp ngày Tết để động viên nhau. Công trình nhà máy thủy điện Lai Châu có vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện năng cho các hoạt động chính trị, kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng cho các tỉnh vùng Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài chức năng phát điện và chống lũ cho các tỉnh đồng bằng sông Hồng, công trình nhà máy thủy điện Lai Châu còn điều phối hợp lý nguồn nước, tăng khả năng phát điện cho các công trình thủy điện bậc thang phía hạ lưu sông Đà năm 2021. Nhà máy thủy điện Lai Châu đã sản xuất hơn 3,5 tỷ kWh điện, đạt 99% kế hoạch giao và đóng góp vào ngân sách địa phương hàng trăm tỷ đồng. Với cái năm 2021 này thì lại là dịch bệnh COVID xảy ra. Theo quy định của chính phủ thì với những cái vùng mà có nguy cơ về lây lan bệnh tật thì công ty đều động viên cán bộ nhân viên để mà không nghỉ vào dịp này, và cũng có ưu tiên các cái cán bộ nhân viên nào có trường hợp đặc biệt lâu ngày không về thì mới công ty mới cho phép về, mà khi về thì phải đảm bảo. Còn với cán bộ nhân viên trực tại hai nhà máy thủy điện Sơn Nam, Lai Châu thì công ty đều tạo mọi điều kiện để làm sao có cái Tết đầm ấm nhất, từ những cái ăn uống theo truyền thống cũng như là việc sinh hoạt. Nhưng mà đặc biệt thì công ty đều là yêu cầu cán bộ nhân viên là không tiếp xúc với người ngoài và cũng cố gắng làm sao mà trang bị đầy đủ cho anh em để mà có một cái Tết đầm ấm nhất. Thực tế này đúng là phải chúc toàn thể cán bộ nhân viên và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và công tác tốt cũng như là phòng chống dịch tốt. Và đặc biệt cũng là qua chương trình này mong rằng cán bộ nhân viên hết sức thông cảm trong điều kiện dịch bệnh, thì có thể nào không về quê ăn Tết được thì cũng thông cảm cho công ty và cũng là trao đổi với gia đình để làm sao mà có dịp khác để về để mà động viên gia đình hơn. Công tác chăm lo đời sống cán bộ, kỹ sư, công nhân luôn được lãnh đạo công ty, lãnh đạo nhà máy quan tâm, đảm bảo cho anh em đón Tết ấm no, đủ đầy. Với tinh thần trách nhiệm cao, trong thời gian trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân viên của nhà máy thủy điện Lai Châu vận hành an toàn, ổn định, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào làm ảnh hưởng đến con người và thiết bị. Đồng thời, đảm bảo tình hình trật tự an ninh tại các khu vực sản xuất, không để xảy ra sự cố cháy nổ, góp phần đem lại ánh sáng, niềm vui đến cho mọi người, mọi nhà trong những ngày Tết sum vầy. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhờ được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước mà bản Khỉ Hai, xã Phúc Than, huyện Than Uyên được hưởng nhiều chương trình dự án hỗ trợ của nhà nước. Nhờ đó, bộ mặt kinh tế xã hội người dân trong bản từng bước được đổi thay, đời sống vật chất tinh thần của người dân nơi đây được nâng lên. Trong tiết trời se lạnh báo hiệu xuân về, bà con nhân dân nơi đây phấn khởi đón năm mới Nhâm Dần 2022. Trong tiết trời se lạnh, thời tiết sang xuân, nhưng bản Khỉ Hai như ấm hơn bởi không khí nhộn nhịp của các hộ gia đình tổ chức các hoạt động cúng nhà mới, cúng ông bà tổ tiên. Trong năm dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nhưng bà con nơi đây vẫn tích cực lao động sản xuất, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp và năng suất cây trồng vật nuôi. Kinh tế ổn định giúp bà con chuẩn bị đón cái Tết to hơn mọi năm. Năm nay nhà tôi cũng tập trung phát triển kinh tế và trồng được nhiều chè, nhiều đúa. Phát triển kinh tế và sắp đến Tết rồi, và năm nay tôi cũng có một con lợn to để ăn Tết và sang năm để gia đình phát triển kinh tế tốt hơn ạ. Với khẩu hiệu vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, 56 hộ dân từ bản Khỉ xã Tả Hừa được chuyển về bản Khỉ Hai xã Phúc Than sinh sống vào cuối năm 2011. Sau khi chuyển về nơi ở mới, các hộ dân nơi đây đã được huyện Than Uyên tạo mọi điều kiện thuận lợi để ổn định cuộc sống, như tiến hành cấp đất để làm nhà và canh tác, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hỗ trợ con giống, kỹ thuật, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Sau 10 năm từ 56 hộ, đến nay bản Khỉ Hai đã mở rộng lên 68 hộ. Từ một bản tái định cư còn khó khăn, giờ đây, bản Khỉ Hai đã trở thành một trong những bản có kinh tế phát triển của xã Phúc Than. Người dân nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, từng bước xóa đói giảm nghèo, vươn lên phát triển kinh tế từ trồng cây nông nghiệp,
phát triển cây chè và bảo vệ diện tích rừng. Đời sống vật chất của người dân được nâng lên là cơ sở để bà con các dân tộc nơi đây đón Tết vui hơn trong mùa xuân này. Từ năm 2011 đến nay thì được Đảng Nhà nước quan tâm, chúng tôi có thủy điện Hội Quảng Bản Chát dâng lên thì chúng tôi tái định cư ra ngoài này, đường đi thuận tiện hơn như ở bản cũ, điện lóm cũng có, Đảng Nhà nước quan tâm, trường mầm non thì làm tại bản, có nhà văn hóa cho anh em họp hành khi ngày Tết ngày lễ, thì có chi hội phụ nữ này làm ngày Tết ngày lễ thì văn hóa văn nghệ tại bản để phấn khởi đón Tết. Đến nay, 100% số hộ trong bản có tivi xe máy, trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cả bản chỉ còn 2 hộ nghèo. Ngoài phát triển kinh tế, người dân nơi đây còn tích cực duy trì, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Thái. Không khí ở bản Khì Hai thật ấm cúng. Gia đình nào cũng chuẩn bị cho mình cái Tết tươm tất với lợn, gà. Các hộ gia đình trong bản không ai báo ai, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, quét dọn bản làng để đón xuân mới. Gần Tết rồi thì bây giờ thì mình cùng với bà con dân bản thì quét dọn đường làng ngõ xóm cho sạch sẽ để đón Tết. Năm mới thì cũng mong là gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Kinh tế thì mong được sớm ổn định, thì cầu mong dịch Covid sớm hết ạ. Mùa xuân đã về với diện mạo quê hương ngày một thay đổi, đời sống người dân ngày càng ấm no. Con đường đi vào bản Khì Hai được đầu tư khang trang. Nhiều ngôi nhà mới của bà con dân bản vừa hoàn thành, còn nguyên màu ngói mới. Xa xa, những vườn rau cải nở rộ hoa vàng, khoe sắc dưới nắng xuân. Xuân tươi vui đang về trên quê hương bản Khì Hai. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy văn hóa, mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa riêng và có cách ăn Tết đặc trưng. Vâng, với đồng bào dân tộc La Hủ, một dân tộc đặc biệt khó khăn sinh sống duy nhất chỉ có ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, với dân số hơn 10.000 người. Mặc dù đời sống vẫn còn khó khăn, tuy nhiên người La Hủ vẫn còn giữ gìn cho mình những nét đẹp văn hóa truyền thống được truyền từ đời này qua đời khác. Người La Hủ cũng giống như các dân tộc vùng cao khác. Họ có một hệ lịch riêng gồm 13 con giáp. Thông thường, người La Hủ ăn Tết vào những ngày cuối tháng 11 âm lịch. Ngày tốt để ăn Tết theo quan niệm của người dân tộc La Hủ là vào ngày con rồng hoặc ngày con thỏ. Và họ kiêng ăn Tết vào những ngày con khỉ, con hổ, con chó, con rắn và ngày bố mẹ qua đời. Người La Hủ không giống các dân tộc khác là ăn Tết vào đúng một thời điểm mà họ ăn Tết theo hộ gia đình và dòng họ. Vào ngày những con giáp cuối tháng 11 âm lịch, gia đình dòng họ nào tìm được ngày tốt sẽ tổ chức ăn Tết. Theo quan niệm của người La Hủ, khi hoa mô phi chè, hoa chó đẻ nở trắng các sườn đồi, các gia đình người dân tộc La Hủ sẽ bắt đầu chuẩn bị ăn Tết. Trong Tết thì đúng rồi, theo ơn tháng 11 là ăn Tết là mình chuẩn bị lá dơm này, lá chuối các thứ để với bánh cái các thứ để cuối năm là cần một lượt xong lại cần với bánh chưng này làm bánh dày. Với người La Hủ, do tập quán sinh hoạt trước đây là du canh du cư nên họ không có bàn thờ tổ tiên và họ thường cúng tổ tiên đầu năm ở giường của người chủ nhà. Vào giờ tốt của buổi sáng, người chủ gia đình sẽ xúc một bát cơm đầu tiên của nồi cơm mới, đem bỏ vào một cái mẹt, bê đến giữa giường của mình, thường ngủ và cúng. Trong những ngày Tết, ai cũng sẽ chọn cho mình những bộ quần áo mới đẹp nhất để đi chơi, đi chúc Tết. Cái bộ trang phục dân tộc của chúng em ấy thì chỉ sử dụng vào những dịp lễ Tết này, đám cưới, đám hỏi thôi anh ạ. Còn ngoài ra thì chúng em cũng không sử dụng đến cả. Em thấy cũng rất là bốn phần. Và cái này này, cái này không thiếu cái này nữa này, nhiều ở trong này cái này, 5 cái, 4 cái. Cái này thì chắc là cũng phải về sắc màu của mùa xuân thôi, chắc là sắc màu của mùa xuân, hoa vai của mùa xuân thôi. Hiện nay, trên địa bàn xã Pa U có hơn 3.000 người La Hủ sinh sống ở 11 bản. Đây vẫn là một trong những dân tộc đặc biệt khó khăn
đã và được Đảng, Nhà nước quan tâm bằng nhiều chính sách để bảo tồn phát triển. Đặc biệt, đối với cấp ủy chính quyền xã, hàng năm luôn có sự phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng, quan tâm đến đời sống của bà con nơi đây, nhất là vào mỗi dịp Tết đến. Năm nay cũng vậy, cấp ủy chính quyền nơi đây đã cùng phối hợp với đồn biên phòng, các hộ kinh doanh trên địa bàn xã, tổ chức cho 4 bản cùng đón Tết. Trong các cái dịp Tết, thì Đảng ủy và chính quyền xã đã tập trung vận động cho bà con ăn Tết tập trung theo cái hình thức là để đảm bảo duy trì cái Tết truyền thống. Thì chúng tôi cũng đã vận động các cái hộ kinh doanh trên địa bàn để tổ chức tập trung cho từng bản. Thì năm vừa rồi chúng tôi đã tổ chức cho được 4 bản và mỗi một hộ kinh doanh trên địa bàn là tự đứng ra tổ chức cho một bản để duy trì cái tập tục sinh hoạt truyền thống của Tết dân tộc La Hủ. Và qua đó thì nhân dân cũng đã tập trung và từ cái sự tập trung đó thì chúng tôi tập trung tuyên truyền và vận động bà con hăng hái làm ăn và hạn chế được các cái tệ nạn xã hội để phát triển kinh tế gia đình. Có thể thấy ngày nay, với sự du nhập của nhiều nền văn hóa, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, người La Hủ đã biết tiếp thu vì sự phát triển, nhưng vẫn lưu giữ được những nét đẹp văn hóa tinh tế của riêng mình, qua đó tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu trong cộng đồng dân tộc của tỉnh Lai Châu nói chung. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa, văn nghệ được xem như là một món ăn tinh thần để quên đi những nỗi lo vất vả của năm cũ, tiếp thêm động lực để hăng hái lao động sản xuất trong năm mới. Vì vậy, Tết cổ truyền, ngoài các trò chơi dân gian, thì các bản đồng bào dân tộc Mông nói chung và bản Nong Quang, xã Khoen On, huyện Than Uyên nói riêng, luôn duy trì tập luyện các điệu múa khen, hát đối, tiếng sáo gọi bạn, kèn lá, đàn môi để tham gia biểu diễn cho bà con nhân dân trong bản, trong xã, cùng xem và giao lưu. Những năm gần đây, ngoài các trò chơi dân gian trong ngày Tết cổ truyền, các bản người Mông trên địa bàn tỉnh nói chung và bản Nong Quang nói riêng đã thành lập một đội văn nghệ riêng để tham gia biểu diễn trong ngày hội văn hóa dân tộc Mông do huyện, tỉnh tổ chức, như các tiết mục múa của các chị em, múa khèn, độc tấu sáo, thổi kèn lá, đàn môi và đặc biệt là hát đối qua ống tre. Trước đây, các cô gái người Mông thường chỉ hát đối, hát dân ca, nhưng qua việc được giao lưu học hỏi trong các lễ hội của dân tộc Mông, thì hiện nay đội múa trên các bản người Mông nói chung và bản Nong Quang nói riêng đã tự tìm tòi sáng tạo thêm nhiều điệu múa như múa hái rau, múa gặt lúa, múa ô cùng với điệu khèn của các chàng trai. Độc tấu sáo cũng có hai loại, sáo ngang và sáo dọc, với các bài thổi như tiếng sáo gọi bạn, sáo trên bản Mông và tiếng sáo cổ truyền của dân tộc. Chúng tôi hay được mời đi giao lưu văn nghệ trong xã với các bản hoặc ngày hội của huyện, nên chị em chúng tôi tự tìm các điệu múa để tập, còn tham gia giao lưu biểu diễn vào ngày đại đoàn kết dân tộc. Khèn là một loại nhạc cụ không chỉ để biểu diễn trong ngày hội văn hóa dân tộc Mông mà còn đóng vai trò quan trọng về mặt tâm linh. Vì vậy, cây khèn đã gắn liền với cuộc sống của người Mông và được giữ gìn như một báu vật. Nhờ tiếng khèn, các điệu múa khèn đã giúp cho con người nâng cao đời sống tinh thần, có thêm động lực, tích cực lao động sản xuất để phát triển kinh tế, góp phần xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn. Trong dịp Tết cổ truyền, đội khèn Mông ở bản Nong Quang luôn biểu diễn các điệu múa truyền thống. Họ đều là những người thông thạo về cả các điệu múa khèn và các bài thổi làm lý. Họ sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi trong bản có việc tổ chức các nghi lễ cần đến tiếng khèn. Khèn là một nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống của người Mông. Giữ được tiếng khèn là giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc. Vì cây khèn dùng cho cả vui chơi, văn hóa văn nghệ và vừa dùng để giữ phong tục của dân tộc mình. Dùng ống tre hát đối, tỏ tình để tái hiện lại cuộc sống bình dị ngày xưa còn nhiều khó khăn cũng là nét đặc sắc trong văn hóa người Mông nơi đây. Trước đây, tiếng hát của chàng trai cô gái người Mông đến được với nhau bằng hai ống tre và gửi lời nói tiếng hát cho nhau bằng đường dây đay. Hát ống tre của người Mông xuất phát từ một đôi trai gái đang yêu nhau. Họ không muốn cho người khác biết về tình cảm riêng tư, nên người con trai tìm cách chọn một đoạn tre, cắt
cắt làm đôi, nối hai đầu bằng một dây đay để hát tỏ tình với người con gái. Tuy nhiên ngày nay, Tết ở một số nơi có đồng bào dân tộc Mông ít gặp hát đối qua ống tre như ở bản Long Quang. Hát ống tre cũng không biết có từ bao giờ, khi lớn lên đã thấy các cụ dùng để hát vào dịp lễ rồi ngày Tết cổ truyền. Bây giờ ít thấy họ dùng ống tre hát, chủ yếu là trước đây mới dùng. Hôm nay chúng tôi đã cho bà con tổ chức giao lưu các phong tục tập quán theo cái truyền thống là trò chơi dân gian, ví dụ như là văn hóa văn nghệ, thể dục thao như đánh tù lu đấy, với là múa này, với là thổi sáo và các trò chơi dân gian khác, là bà con cũng rất là đông đủ và tham gia cũng rất là nhiệt tình. Các trò chơi dân gian ngày Tết cổ truyền của người Mông ở bản Nong Quang, xã Khoen On, huyện Than Uyên diễn ra trong dịp đầu xuân năm mới, tạo khí thế mới, là động lực để bà con tiếp tục đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế trong năm mới. Thưa quý vị và các bạn, khi những giai điệu thân thương của mùa xuân vang lên, trong mỗi con người đều dấy lên những cung bậc cảm xúc khác nhau. Mùa xuân đem đến cho cuộc sống một sức sống mới, những niềm vui đoàn tụ, khởi đầu những khát khao hy vọng, thậm chí cả những ước mơ được chiến thắng và thay đổi số phận. Vâng, và mùa xuân khiến vạn vật sinh sôi, cây lá đâm chồi nảy lộc, ngàn hoa đua nhau dâng hương khoe sắc và con người dâng tràn sức sống. Xin được một lần nữa kính chúc quý vị và các bạn một năm mới tấn tài tấn lộc, an khang thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.